Do gặp phải chấn thương, Ibrahima Konate gần như chắc chắn không thể tham dự trận đấu mở màn Premier League cùng với Liverpool. Theo Sportmail, Konate vẫn chưa hẹn ngày trở lại. Trung vệ này có phải nghỉ thi đấu nhiều hơn một tuần. Đây là mất mát rất lớn của Liverpool, với Konate được xem là người đã cặp tốt nhất với Van Dijk ở trung tâm hàng thủ. Mùa trước, Ibrahima Konate đã chơi 29 trận trên mọi đấu trường. Anh là nhân tố quan trọng giúp Liverpool giành hai danh hiệu đó là FA Cup và Carabao Cup. Với chấn thương của Konate, Jurgen Klopp buộc phải tính tới phương án sử dụng Joe Matip, người đã đá chính ở trận tranh siêu cúp Anh. Theo Sky, Man United xem Ruben Neves là phương án thay thế cho Frankie de Jong. Hiện tại, Neves vẫn còn hợp đồng với Wolverhampton đến năm 2024. Tuy nhiên, chia sẻ trước truyền thông vào tháng 5, tiền vệ người Borussia đã bóng gió việc rời sân Molinas. Sự nghiệp bóng đá rất ngắn, chúng tôi cần tận dụng những cơ hội mà mình có. Tất nhiên, chúng ta đều có mơ ước và phải sống với những ước mơ đó. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tôi không thể nói quá nhiều về nó. Thi đấu ấn tượng trong những mùa giải gần đây, Ruben Neves được xem là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất tại Premier League. Anh đã ghi 24 bàn sau 212 trận đấu trên mọi đấu trường. Salah sẽ chạm đến kỷ lục mới nếu như ghi bàn trong trận ra quân gặp Fulham. Bàn thắng này sẽ giúp tiền đạo người Ai Cập cân bằng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất ở vòng đấu mở màn Premier League của Alan Shearer, Lampard và Rooney với 8 bàn. Hiện tại, Salah và Vardy, Lampard là những người đứng thứ hai trong danh sách này với 7 bàn. Mùa trước, tiền đạo người Ai Cập là chỗ số tốt nhất Premier League với 23 bàn thắng. Anh tiếp tục được xem là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu chiếc giày vàng mùa này. Với phong độ cao trong những mùa giải gần đây, Salah rất quyết tâm để xác lập cột mốc mới trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh. Paulo Dybala cần thể hiện phong độ cao ngay lập tức ở Roma nếu muốn tham dự World Cup 2022. Huấn luyện viên Lionel Scaloni thừa nhận đẳng cấp và kỹ thuật của Dybala, nhưng điều ông muốn thấy ở tân binh của Roma là thi đấu thật nhiều và thể hiện phong độ cao nhất. Dybala đến Roma cũng vì điều đó. Mourinho muốn có cậu ấy, và đối với chúng tôi, đó là một điều tốt. Dybala cần phải chứng minh trong những tháng tới nếu muốn có tên trong danh sách tham dự World Cup. Dybala sẽ không có thời gian làm quen và hòa nhập với Roma. Để lấy được niềm tin từ Scaloni, cựu tiền đạo của Juventus cần phải thể hiện những phẩm chất vốn có và tỏa sáng ngay lập tức. Với mức phí chuyển nhượng 62 triệu bảng, Marco Correa sẽ trở thành hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử Chelsea. Sở dĩ đội chủ sân Stamford Bridge chấp nhận chi đậm cho Cucurella là vì sự thúc giục của Thomas Tuchel. Huấn luyện viên người Đức trước đó đã rất thất vọng vì họ mua hộp Jules Koundé. Chelsea đã dễ dàng đánh bại Man City trong cuộc đua giành Cucurella, dù họ xuất phát muộn hơn. Lý do là bởi Man City chỉ chấp nhận đưa ra lời đề nghị cao nhất là 40 triệu bảng, nhưng phía Brighton họ muốn tối thiểu 50 triệu bảng. Chelsea sau khi vào hộp Jules Koundé đã nhảy vào tranh chấp Cucurella và họ chốt giá nhanh chóng với 62 triệu bảng. Chelsea vừa ký hợp đồng mới với Azpilicueta. Như vậy, công thần của câu lạc bộ sẽ không rời Stamford Bridge vào mùa hè này. Trước khi quyết định gắn bó tương lai với The Blues, Azpilicueta đã đề đạt nguyện vọng ra đi. Thậm chí, hậu vệ 32 tuổi đã ký nháy hợp đồng sơ bộ cùng Barcelona. Nếu hoàn tất giao kèo vừa ký, Azpilicueta sẽ ở lại London đến năm 34 tuổi. Dưới chân thành công Azpilicueta, nhưng Chelsea nhiều khả năng vẫn sẽ bán Marcos Alonso cho Barcelona. The Blues đã chuẩn bị sẵn phương án nếu nhiễm mất Alonso khi họ chuyển hướng sang Marco Correa. Sau 3 mùa giải sống vài lính đánh thuê ở các câu lạc bộ khác, cuối cùng William Saliba đã có cơ hội ra mắt tại Arsenal. Đích thân Mikel Arteta đã phát biểu: "Chúng ta rất ít thấy những cầu thủ 19 tuổi thể hiện đẳng cấp cao ở những câu lạc bộ lớn. Mùa trước, chúng tôi không tham dự cúp châu Âu nên Saliba chắc chắn sẽ có ít cơ hội thi đấu nếu ở lại. Giải pháp tốt nhất là để cậu ấy trưởng thành ở một đội bóng khác. Hiện tại, cậu ta đã sẵn sàng. Tôi rất vui khi thấy sự trưởng thành của Saliba sau một năm." Ở mùa giải trước, William Saliba là cầu thủ thi đấu nhiều nhất tại Marseille. Anh đã chính 36 trên 38 trận ở Lyon và được chọn vào đội hình tiêu biểu của mùa giải.